giờ là sống được ở đây là của trời Phật ban rồi. Trời Phật ban. Không có đi gần rồi tới mấy không thấy mặt người chứ là ai cũng đâm giận với tôi. Tôi biết trước hết trơn. Biết hết luôn hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang có mặt tại Cà Mau và để chia sẻ cho cô bác quý anh chị về những ngày mà ông Tư sống ở Cà Mau như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Hôm nay là ngày thứ ba con có mặt tại Cà Mau. Ở chuyến này thì chỉ có mình con thôi. Thì con cảm nhận được cái cuộc sống của nhà mình từ ngày mà ông Tư về á, thì cái cuộc sống nhà mình nó vui hẳn ra. Thì bây giờ ông Tư đã bắt nhịp được với cái gì? Cuộc sống hiện tại ngay tại Cà Mau chưa? Cũng có chứ, tôi thật đó. Dạ. Cũng có bắt được chứ. Sống ở đâu sống cũng được hết đúng không? Không đâu cũng được chứ. Dạ. Và bây giờ con muốn thay mặt mọi người nè, tại sao ông Tư bây giờ là ít ăn uống á? Có nghĩa là thấy nó bị xanh xao hơn so với ở dưới ghe là sao á? Tôi không biết sao mà giờ cũng khoái cái bụng chứ tôi không muốn ăn uống gì thôi. Ôi sao kỳ vậy? Tại cái ý của người rồi. Chứ tôi chết cũng đâu có nhậu gì nhiều, lâu lâu chơi chú ba. Cái rác người của kia tay rồi đi dứt bệnh nào lấy tiền cách chấp thôi. Như là nhớ bạn này sao? Giờ đang nhớ bạn không? Tôi nhớ nhưng mà tôi cũng cầm lòng đậu cho nhưng mà tại ý tôi muốn. Nhưng mà mọi người khuyên á là ông Tư nên giữ gìn sức khỏe nè, ăn uống nhiều vô, có thể là ông Tư đi vô nước biển hoặc là đi tầm soát một số bệnh tật coi như thế nào. Tôi thì mấy cô đó có khác đâu có bệnh tật gì đâu. Dạ. Mà ông Tư cảm nhận những ngày qua đó, mình sống ở trên nhà so với mình sống ở trên ghe á, thì cái cuộc sống của mình nó thoải mái hơn không? Đúng. Thoải mái hơn đúng không? Đúng. Về đây thì con thấy Hải với Đăng là cháu ngoại rất là thương ông ngoại luôn. Đúng không ông Tư? Ừ, đúng luôn. Dạ, đúng luôn ha. Cháu ngoại thường rất là quan tâm chăm sóc cho ông ngoại nè. Rồi mấy ngày nay là chị Cẩm Hường có nói là ở nhà để với ông Tư tâm sự, có thể là để cho ông Tư bắt nhịp với cái cuộc sống ngay tại đây đó. Thì chị cũng đã gác cái công việc là hàng ngày của chị đó là đi lật đù để lựa tôm á. Thì ông Tư có nhận được nhiều tình thương từ cháu ngoại cũng như là con mình không? Cũng nhận nhiều đúng không? Đúng rồi. Bây giờ ông Tư chịu đi vô nước biển không? Con chở ông Tư đi. Không. Ủa sao á? Không. Không vô? Không. Không thích vô hả ông Tư? Không thích vô. Không thích vô nước biển. Và khi nào mình xuống đây, khi nào mình khai trương lại, mình đi xuống sông mình nhặt phế liệu. Tôi muốn đi vô hồi giờ mấy tôi nhặt xuống nổi, tôi cũng muốn nhặt xuống được. Nhặt phế liệu vòng vòng đây nè. Tôi mời tay chân tôi rõ mấy. Cho nó khỏe hơn ha. Đúng rồi. Sáng giờ ông Tư ăn uống gì chưa? Thế tôi có mua rượu phanh bánh tét và ăn có nữa. Chị Hường mua ha. À, hôm qua là chị Hường mua cho ông Tư gì? Mua bắp mới chưa bút được muỗng nào điện chó vô bút rồi. Rồi thôi điện rồi chăm luôn. Ăn cơm chưa? Sáng giờ ăn cơm chưa? Chưa. Chỉ ăn rượu bánh bánh. Ngủ được không Tư? Ngủ thì không được. Từ nào khiển rấm tôi mới ngủ được vài tiếng hồn. Nhưng mà gì nè, hạn chế uống rượu, còn sức khỏe nữa, còn sống với con cháu lâu dài trong Tư mà uống rượu nhiều á,
là không có được sức khỏe tốt là không có sống với con cháu lâu dài được đâu. Trời ơi, đời đủ giờ là sống được ở đây là của trời Phật ban rồi. Trời Phật ban. Có nhiều người ta còn còn tám mấy tuổi người ta còn đi tập thể dục kìa. Thì cũng phải vậy thôi, nhưng mà dân thế giàu sang đã có ăn nhiều nên sức khỏe đã còn nhiều. Nhưng mà chị Cẩm Hường vẫn lo lắng cho ông Tư mà. Tôi từ đó thì nhớ cái chơi việc làm gì mà đủ chất lượng để mà khỏe. Ừ. Bây giờ muốn dược đó cũng dược không cũng nổi đó, nó kiệt rồi là bắt đầu kiệt luôn rồi, cái chết luôn chứ không. Có nghĩa là sức khỏe càng ngày nó càng đi xuống. Đúng. Ừ. Anh Hưng là hôm nay mà không có ra đây. Ừ. Chưa phải ra luôn bắt người khác mấy đứa về. Dạ. Để con lát nữa con cổng lên cho. Cổng cái máy xuống kia. Tôi thà tôi chết chứ tôi không bán ghe không có mấy. Đúng rồi, đó là của mọi người tặng mình mà, đúng không? Mọi người tặng cho mình để mình sử dụng mà. Thôi bữa nay con về lại rồi, thì con cũng chúc cho ông Tư luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Hạn chế uống rượu lại tí, có thể là mình cần những cái miếng rượu để mình giải sầu. Nhưng mà dù sao á, thì cái sức khỏe nó vẫn quan trọng hơn. Hai ông Tư ha, cố gắng thì lâu lâu thì con sẽ thường xuyên ghé thăm cập nhật tình hình của ông Tư cho mọi người biết thêm. Vì hôm nay con xuống đây là con có những ngày trước thì con có chia sẻ về cái câu chuyện của chị Hương á, hay được cô bác của anh chị hỗ trợ được cái mua cái được cái nền. Thì sau này mong rằng mọi người có thể là chung tay với nhau để cho chị có một cái ngôi nhà cuốn nền ở trên rừng to nó cũng được, để có nơi để mà tránh mưa tránh nắng, nó sẽ bớt đi phần nào gánh nặng cho chị. Thì cũng như ông Tư thấy được con ra con cái của mình á có nơi ở ổn định thì thấy cũng vui hơn, đúng không ông Tư? Đúng, và tôi cũng nói có tôi về đây với cô bác kiều xe là cũng ủng hộ cho con luôn mua được cái nền. Tôi mong muốn giờ thấy rõ ràng mà nghe được con của mình có cái nền vui không? Vui chứ, tôi cũng nói thì con tôi nói tôi bác trên mạng nó cũng điện tôi trả lời tôi mừng giờ có được cái nền nhà rồi, nếu mà chưa cất được cái nhà chẳng có tôi dần thấy con tôi được tự do, nó không có mướn nhà mướn cửa, nó không có lo sợ gì để tiền tháng tiền ngày gì chứ. Tôi mong ước từ giờ tôi thấy hiện đại tôi cũng vui lắm. Mà thấy chị Cẩm Hường có cái nền nhà cũng bất ngờ đúng không? Đúng. Chứ con tôi bằng bước ngày có 200-300 người con đi học vậy rồi đó. Làm sao dư đủ tất cả mua miếng đất một cái nền nhà. Đó. Con là bước đất ra cất cái nhà là lá rồi chứ không được ở từ đâu. Thì có cái nhà là được rồi, dù sao thì nó cũng đỡ cái gánh nặng về cái tiền bạc hàng tháng đó ông Tư. Chứ bây giờ vừa lo ăn học nè, vừa lo chi tiêu nè, rồi vừa lo tiền nhà, tiền điện, tiền nước, mỗi thứ nó phát sinh ít nhưng mà nó nhiều tiền lắm á. Vừa phận ngày 200-300 người làm sao đủ hàng tháng cho người ta. Dạ. Tiền trúng trường cho con rồi phải nó rồi con ăn học hàng ngày luôn. Vậy là ông Tư ở đây là ông Tư cảm nhận hết cái sự lo của chị Hường đúng không? Tôi lo biết chứ cái gì. Biết luôn. Tôi từng tuổi này tôi cũng từng trải qua là đau khổ của tôi rồi. Tôi dọn người tôi cũng biết ai sao sao chị. Dạ. Nhưng mà thấy con thấy chị Hường á, con của mình vậy thì ông Tư có sốt không? Có khóc không? Khóc thì cũng không ai biết đâu. Tì ra đơn ngồi nói chuyện thì tôi nghẹn lời thôi. Còn cứ khóc là cứ nằm đi ghe. Rồi tầm cái gì đó rồi cứ nằm thấy tôi trùng mệnh cái đó cái bụng. Nước mắt tôi nó rơi hoài. Rơi vì con mình đúng không Tư? Đúng chứ. Có nghĩa là vì con mình là con gái nữa, rồi đơn thân một mình nữa, lo mọi thứ,
phải chống chọi với nhiều thứ chứ, ra ngoài đường cũng phải tìm kiếm kế sinh nhai. Thì cũng kiểu là nam thì có thể làm những cái chuyện khác được, còn nữ thì chỉ làm những cái chuyện nó nhẹ nhàng hơn, không thể nào làm những cái câu chuyện như là bóc vét hay là những cái câu chuyện nặng hơn để được kiếm nhiều tiền hơn, phù hồ chẳng hạn. Mà chị thì chỉ có thể làm cái việc đó là làm ở những cái công ty hải sản gần đây thôi. Đừng nói tôi là không có cái gần là cái máy không thấy mặt người, cái là ai cũng đâm giận với tôi. Tôi biết trước hết trơn. Biết hết luôn hả? Biết trước hết trơn luôn. Thật. Rồi chắc là cái chú gì trên đất chân đây là rượu Bạc Liêu nữa. Cũng tâm sự đợi tôi. Tâm sự sao? Thì kêu tôi đã cố vui để mà thuốc mang bốc khiên vào cạnh cũng là mạnh khỏe. Dù sao con của tôi cái gần tuổi hôm tôi còn nhỏ, nhưng mà bây giờ còn bất ai cũng biết đó là con được rồi, chứ không còn ai nữa. Thì đó, mặc dù là con nuôi thôi, nhưng mà ngày xưa chị Hương còn nhỏ đã cảm nhận hết cái tình cảm của người cha của mình dành cho chị rồi. Thì bây giờ chị là chỉ mong là báo hiếu lại thôi. Thì đối với chị á, thì việc chăm sóc ông Tư nó nhẹ nhàng lắm. Chị sợ là ông Tư thời điểm này chưa quen, nên chị còn ở nhà một vài ngày nữa cho ông Tư quen. Nhưng sau này ông Tư bắt nhịp được với cuộc sống ở đây á, thì chị đi làm lại. Tôi kêu dầu quá, tôi về đây là tôi cũng vui vẻ rồi. Chuyện gì con ráng mạnh. Thì đừng bới tha này nọ. Mà chị Hường đâu có bê tha gì đâu. Tôi nói vậy đó chứ là tôi giọng con tôi cũng biết chứ. Dạ. Thấy chị đảm đang không tư? Lo hai đứa con đi học ra đường không có thua ai hết á ha. Quần áo tươm tất. Chạy đầu này chạy đầu kia đâu mà dễ dùng, tôi có tiền bạc rồi mà lo cho con. Dạ. Rồi về cha về đây, cha ngồi gì á. Cha có đâu có làm gì giúp con được nữa. Nhưng mà ông Tư thì ở vậy con cái vui. Chứ mà ở trên kia thì như trước con đã từng chia sẻ rồi, con cái lo lắng đủ thứ chuyện trên đời. Bây giờ thì về đây đi, ông Tư đâu có ăn uống nhiều đâu. Thậm chí là ngày ông Tư ăn chưa được chén cơm nữa. Tôi sẽ chén cái ly đó, một ly ăn tối ngày đó. Chỉ cần có bình nước trà này là được rồi ha. Trà sáng nó cũng bà cậu với trời Phật kia thôi. Đồng hộ với tôi cũng bác cơm cha thôi, tôi cũng biết cơm. Dạ. Thôi con vô con tâm sự với chị Hường chút xíu. Dạ. Ngày hôm nay thì ghé đây chị Hường có nấu cơm trưa nè. Để hôm nay xem chị Hường ăn cái gì nha mọi người. Cái này gì hả chị? Chị kho thịt cho cha. À, thịt hộp vịt đó hả? Hộp vịt đó, Ngon ha. Còn bên kia? Kia là canh cải. Bữa nay mình ăn tốn nhiêu tiền á? Có nhiêu tiền đâu. Nhưng mà mỗi ngày chi phí mà ăn uống chắc cũng không có nhiều đúng không chị? Đúng rồi, ăn uống không có nhiêu tiền lặt vặt tiền này tiền kia, chứ ăn uống đâu có nhiêu tiền đâu. Dạ, tiết kiệm. Hôm ngày cô chú có điện cho chị nhiều không? Có. Từ cái ngày mà em đăng clip cái nền nhà lên á. Có hỏi thăm, có hai cái anh ở bên Mỹ cũng điện cho chị. Có một anh hứa là nói là sẽ tới đầu tháng 4 sẽ về, và anh lo một số việc ở Trà Vinh hay gì đó, là giúp đỡ cái hoàn cảnh khó khăn nào đó, rồi anh sẽ xuống Cà Mau coi tình hình coi, rồi họ sẽ hỗ trợ một cái căn nhà khoảng 40 triệu gì đó. Anh nói anh hứa ha? Anh hứa vậy đó. Hai anh Anh kia thì
Nói có cần thì liên hệ anh hỗ trợ. Bây giờ có nền nhà rồi, còn cái nhà nữa thôi là thoát cái cảnh. Đúng là ở trọ về đây rồi. Sống trọ. Chuẩn bị tới tiền nhà nữa nè, đầu tháng, bữa nay 27 rồi. Mấy ngày nữa? Tháng này có 28 mà, vậy là mất thò lấu hết 2 ngày nữa. Là nhiêu chi triệu hả? 800 em. Điện nước nữa ra 1 triệu. Điện nước thì mình đóng lặt giặt. Điện nước máy giặt này nó tốn luôn. Nước nhiều lắm. Nó không tốn điện nhưng mà nó tốn nước. Tốn nước, đúng rồi. Đúng rồi, nó khỏe cho mình nhiều thứ nhưng mà nó lại tiêu thụ nhiều thứ. Tháng rồi hiện đại thì hại điện mà. Tháng rồi 40.000 tiền nước đó. Yeah. Chưa có thu nên chị không biết nhiêu. Rồi hôm nay là Hải đi học. Học mới về đó. Học mới về cơ rồi hồi đi học nữa. Hải là không sợ lên hình, sợ bạn gái gặp hay sao á. Đẹp trai quá. Đẹp trai mà không chịu lên hình. Sao Hải? Cho con lên hình. Đẹp trai quá lên hình này bạn gái giận sao? Ồ vậy hả Hải? Không có. Thịt nó kho lâu không? Lâu, thịt này kho lâu. Sáng à chị mua bún cà ri mà không có, cái chị mua phanh bánh tét nhân đậu á. Dạ. Yeah. Thích ăn nhân đậu lắm. Ra ngoài người ta không có bán phanh, người ta bán nửa đậu mà. Cái nhà này thì chỉ có cha ăn thôi. Đứng năn nỉ. Đứng năn nỉ. Chị ăn phanh liền nhiêu cũng được hết trơn á. Nhưng mà ông Tư thì mua ăn nhiều quá cha ăn không hết. Đúng rồi. Mua nếu mua nửa đậu cha ăn đâu có hết. Đừng bỏ hổng. Mình để thì nó không ngon. Cái gán năn nỉ bả, cái bả nó nghe tội nghiệp và cắt cho ăn phanh 10.000. Dạ hả? Hồi nãy chị có mua trái bắp nữa. Nhưng mà ông Tư thì thường sao ăn đồ khô nhiều ha? Em thấy chắc là tại quen hay sao á. Cha quen ở dưới ghe đó. Rồi ít có nấu canh nấu đồ nên cha ăn khô vậy đó. Ăn đồ khô thôi. Có khi nào thấy ông Tư trầm tư dữ không? Có, lúc cha cũng vậy đó. Ngồi rồi thả hồn theo khói thuốc. Chắc cũng nhớ quê. Từ từ, tụi tám không gài có điện xuống không? Không, ông ngày ông cậu không có điện. Mẹ thì mẹ nhắn, mẹ nói là thôi, gán lo cho cha đi. Mẹ cũng điện hỏi thăm suốt à. Vậy hả? Mẹ nói mẹ trong đây mẹ còn khỏe. Yeah. Mẹ tự chăm sóc được. Thì thôi con gán ở ngoài đi cho lo cho cha. Yeah. Khi nào mà thu xếp được á thì chắc mẹ sẽ thăm cha, nhưng mà không biết chừng nào. Nhưng mà vậy thì có gây khó khăn cho bà Sáu không? Có gì đâu, chị nghĩ là chắc không sao đâu. Thật ra thì có nhiều cô bác với anh chị nói như thế này nè. Nếu ông Tư đã về đây rồi á, có thể cho ông Tư gặp với bà Sáu một lần. Vì đâu đó gần á, cái tuổi cao sức yếu rồi. Nó không còn tuổi trẻ như ngày xưa. Dù sao thì cũng đã từng chung sống với nhau. Thì hết tình thì vẫn còn nghĩa. Nhưng mà mọi người khuyên vậy á, nhưng mà chỉ ở những người trong cuộc, trong á, cuộc thì mới hiểu được hết. Thật ra thì bà Sáu thì cô bác quý anh chị cũng biết rồi đó, cũng có mấy ấm mới rồi. Và ông Tư á, chỉ cần sống con cái phụng dưỡng, cảm nhận được tình thương từ con á là bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Viên mãn nhất là ông Tư được về lại chốn xưa, về gần lại được con mình. Và vì mọi người nói gì cái phúc của ông Tư á, mọi người chị Hương thì lại cũng lại được giúp đỡ. Thật ra vì cái phúc ông Tư là một thứ, mà thứ còn lại đó là người ta cảm nhận được rằng á, chị Hương mặc dù là chị chỉ là một người con nuôi thôi, nhưng mà chị luôn hiếu thảo với lại ông Tư, hết mực lo cho ông Tư á. Cô bác của anh chị biết không, sáng sớm là chị phải bắt nước sôi chăm trà cho ông Tư nè, pha sữa nè, rồi đưa, có thể là chị khuyên ông Tư đi vô nước biển, rồi tầm soát bệnh tật nè, rồi ngày lo ăn uống cho ông Tư 2-3 cử nữa. Thành thử là Bùi Hồ ở đây thì 1-2 ngày Bùi Hồ cảm nhận được nhiều, mà không phải là những cái thước phim nào mình cứ chia sẻ lên hết để mọi người hiểu thêm. Vì đâu đó gần cái cuộc sống nó cũng có những cái góc độ riêng tư riêng, mình không phải là để chia sẻ hết để cho mọi người hiểu thêm. Và trong thời gian vừa qua thì ông Tư về đây cách đây là được bao lâu ha chị ha? 14, bữa nay 27 hả? 14, gần 24 là 10 bữa. Nửa tháng rồi. 13 bữa rồi, 13, 14 ngày à. Cũng gần nửa tháng rồi. Gần ấy trôi qua thì ông Tư cũng đỡ nhớ cái chốn cũ.
Và... thỉnh thoảng thì cách một hai đêm cha lại nhớ ghe, rồi cha lại xuống ghe cho nằm đặng cho nó đỡ nhớ nó gì đó. Đó chị. Thì nếu mà sau này có cái nhà ở dưới cái chỗ cái nền đó em đó, yeah, thì chị nghĩ rồi chị sẽ làm cái sàn ra sao, rồi cho cái ghe đậu cặp cái sàn đó luôn, để cha có thể lên xuống cho nó thoải mái, để đỡ nhớ xuống ghe, lúc nào buồn có thể xuống ghe, khi nào lại lên đó cho nó thuận tiện. Bây giờ thì nó cách cái lộ nó hơi xa, để cha đi cũng vất vả. Cha thì ăn uống không có nhiều hết á, cha ít ăn lắm. Chỉ cần cha ăn là cha muốn ăn thì chị cũng đi mua về cho cha ăn, mà có cái cha ăn ít, chắc tại cha quen. Cha chỉ uống nước dừa rồi uống nước trà hàng ngày vậy đó. Sáng thì uống ly sữa, rồi trà thì chăm cha uống suốt vậy đó. Nước dừa, nãy cháu ngoại cũng mới chặt dừa cho cha uống. Thấy cái cảnh ở đây sống thanh bình vậy á. Yên tĩnh. Dạ. Chị còn muốn nói gì với cô bác anh chị không? Không có, chị chỉ có biết lời là cô bác những cái người đã quan tâm đến cha chị thì cứ yên tâm. Tại vì ở đây thì bằng tất cả tình thương chị sẽ chăm sóc cho cha chị. Và chắc có lẽ là sau thước phim này á, thì đợi khi nào mà chị có được cái số vốn để mà cất nhà, hoặc là được một cô chú anh chị giúp đỡ nữa, thì em sẽ chia sẻ lên. Và cái chuỗi series của Bùi Hồ về ông Tư đi, nó đã quá đủ rồi. Kiểu là không phải là đủ mà nó đã quá đủ về cái câu chuyện của ông Tư. Và thời gian tới thì Bùi Hồ sẽ quay những cái chuỗi series tiếp theo, và những cái câu chuyện, những cái mảnh đời cũng như là những cái cuộc hành trình mới của Bùi Hồ, thì rất mong cô bác quý anh chị cũng sẽ ủng hộ và đồng hành. Thôi thì chắc chào hẹn gặp lại chị với lại ông Tư trong một thời gian sớm nhất. Chị cũng mong là tất cả những hoàn cảnh khó khăn, những người cơ nhỏ sẽ được mọi người giúp đỡ giống như cha chị vậy đó. Khi mà được giúp đỡ thì nó cũng phải đầy đủ những cái yếu tố duyên lành, ví dụ như là về điều kiện nè, rồi vì nói chung là để được giúp đỡ nó không phải là một cái chuyện đơn giản, mà cái phước báo của người đó còn rồi đủ duyên lành nữa thì mọi người cũng sẽ được giúp đỡ thôi. Dạ thì thôi, em chào chị ha. Rồi chào em. Dạ.